Chào bà con, hôm nay có bác Thập tới thăm bà ngoại kìa, mấy đứa nha. Có họ bên nhà bà nội đó. Biết bà Thường Xuân không? À, bà Thường Xuân biết, dạ. Tớ là con lẻ bà Thường Xuân đấy, dạ. Biết chưa? Bà xã tớ là gọi bà già mình á, là, dạ. Là chị á. Bà Trường Xuân thì được mấy người con là mũi cao như y tây vậy. Không có bà xã tới là mũi cao nhất. Vậy là chọn ngay bà mũi Mỹ cao nhất. Rồi, sang Mỹ mấy đứa cháu con bác ấy, con ông anh ấy. Dạ. Nó tưởng bà tây nào nó đi nó gật đầu nó chào đi. Dạ. Bác cháu mà ra mày chào cô coi, nó bảo cô nào. Dạ. Cô bên Việt Nam qua này. Nó bảo con cứ tưởng là bà tây nào. Thì bà cái nét tây nhiều. Rồi bây giờ đang bên Mỹ ở đâu bác? Bà ấy á, bà ấy đi nước thứ 4 rồi. Hơn 3 năm rồi. Ồ, coi như đi sang bên kia á hả? Sang bên kia thế giới ấy. Ồ. Bà ấy tớ đi sang Mỹ về bà 2 tháng thế này tháng bà còn đợi. Ồ. Bà ấy bệnh tim mạch, bà ấy đột quỵ đấy. Dạ. Máu. Tim mạch thì coi như dạ. Coi như bà nói chăng sáng rồi bà nằm ngủ của mẹ đi. Dạ. Cái tim mạch coi như ông chồng gọi đi mà khó biết. Mấy này cái nọ còn đau đớn thì cái tim mạch nó đi nhẹ nhàng. Đây bác Thập đang đo chú nếu mà nói quê họ là gọi dạ. Chú gì ấy. Đang đo huyết áp cho bà ngoại đây. Ồ như vậy chán, đang bên Mỹ chán quá rồi về Việt Nam. Hả? Dạ khi bà xã mất đi á. Để chán đó, đi về Việt Nam. Đi du lịch thôi. À du lịch. Đi sang đấy đi biển đi làm. Trời ơi, con bà ấy sang đấy bà ấy đi mấy quốc này mỗi lần con gái nó sang ấy bà sang mà. Dạ. 6 tháng bà về. Để đi sang Mỹ được mấy lần thì 4 lần. 4 lần đấy. Dạ cũng mãn nguyện. 3 lần thì mỗi lần là gần 6 tháng rồi. Dạ, nào con. Thì nói bà ơi, nhá. Nhà rồi tốt, không sai. Đó, hôm nay là bao nhiêu? 12. Êm tất cả các cái dạ. Tốt. À, bác Tập cho biết coi huyết áp hôm nay 12 bao nhiêu rồi? 12, mạch 8 mấy. 12, 8 mấy, coi quá khỏe. Coi huyết áp coi như là tốt hơn những người trẻ tuổi giống như mình nha bà con. Hôm nay là bình thường thôi mọi ngày. Dạ. Yeah. Thì nhìn thấy nó ngoài biết luôn, nó ngoài hôm nay nó cứng đơ như bữa trước nha. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi cho nó lấy cái này ra bà. Lấy đây. Người bút ông vậy. Bút. Sáng. Sáng nay nhiều bia đi bước đi được á lát nữa cho anh bước. Cái này cái nông mày hôm nay nhìn nó mềm mềm ra là mềm ra. Mấy bữa trước thấy cứng đơ ra. Cứng đơ ra cái bữa nay mềm mại á. Hồng hào ra. Bác Thập cho biết khi mà nhìn vô cái lông mày của người ta đó mới nó mềm mại là chứng tỏ người ta có sức khỏe tốt rồi. Còn khi mà nó cứng đơ nào là coi như hay thôi bắt đầu mệt hay chuẩn bị sửa soạn nó đi đứng thẳng đi đứng thẳng hay là cái đông con này này giúp đứng để nhìn mẹ là giúp đứng đông con thì khó nhìn được cái này là đứng là tốt rồi mừng nhìn khác mọi khi người bác uống nước không bác không nhìn thấy nữa. Chân này hết phủ không nào phủ nhá. Dạ dạ. Nào chân cứng không ấn phải nó hơi núng. Dạ. Con này con đấy đẩy lên luôn. Thế mềm mềm mà dạ. Nó tốt là trước thì cứng lắm. Dạ. Là muốn phủ. À muốn phủ kiểu mà chưa à. Phủ nặng. Dạ. Ấn cái nó bị con nó núng này. Dạ. Là thì bị cứ đau á. Hôm nay ấn thì không thấy đau, không thấy la đau gì hết. Mà
tay cho mà. À, sau một thời gian chăm sóc cho bà đó, hôm nay sức khỏe của bà cũng rất là tốt rồi. À, bác Thập nói coi như, như dạ, hôm nay là không phải no vậy. Dạ. Rồi bác có nhiều kinh nghiệm đó, thì bác nhìn cái lông mày của bà đó, nó dịu xuống rồi thì nó không có bị cứng như cái hồi mà mới bác lần đầu mới gặp bà. Rồi chân cũng vậy, chân nó coi như bác bấm rồi cho nó bấm vô cái nó nảy ra lộn đó, thì nó không có bị phù trước phù đó. Thì nó bấm vô cái bên nó lúng xuống mất thời gian lâu rồi mới đẩy lên. Thì ngày hôm nay thì bà tốt hơn nhiều nhờ sự chăm sóc kỹ càng của hai đứa con gái cưng. Rồi ghé thăm bà đi. Dạ. Bà ngủ ngon nha, nha. Thôi chào bà nha. Dạ, bác tình nguyện thì hay quá. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Đây bác Thập coi như người tình nguyện đi thăm những kẻ liệt, kẻ bệnh đau này cái nọ đó, để lo phần hồn cũng như phần xác cho những người bệnh nhân. Đây là cái tuyệt vời của đạo Công giáo đó. Thì có những người thiện nguyện viên họ tới, họ sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà yếu đuối già cả. Cái chân trống nó chưa cho lên hẳn. Rồi, đã cảm ơn bác nhiều nha. Rồi, ok, mình quay chút xíu vậy ha bà con. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi trong suốt cái đoạn đường mình đi. Rồi, đi tới đâu thì mình quay tại tới đó. Rồi, có gì thì bà cho bà con cho một cái comment hay cái lời bình những cái gì mà bà con thích hay không thích gì đó. Rồi, cảm ơn bà con nhiều nha. Rồi, bye bye.